Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khả Nam ơi. Và tiếp tục trong buổi tối ngày hôm nay thì cứ khoảng hơn 12 giờ đêm, thì Khải sẽ bắt đầu làm giả tỏa xong xuôi, đâu đó sẽ Khải sẽ cùng châm mồi lửa lên và chúng ta cùng bối đội anh em ơi. Khui. Hiện tại Khải đang mua 32 bó. Khải ship rồi anh em ơi. Khải sẽ thả 8 mạng nè. Ôi, mới cái đầu tiên không gom được đâu. Càng như giờ đàn vậy. Ây da. Này viên kính tương xưa, nửa binh đưa ta gầm nhau. Tình đề huynh kêu sớm qua bao sóng tố ngóng kim cuồng phong. Tiếng đưa anh hùng võ ngựa mọi được phương trời. Nguyện luôn nào ta tương phùng. Ok, 4 ngàn nè, làm thêm nè. Sông sang hồ sao xanh, bao kiếm khách mau rơi anh hùng ngục ngã giữa trời mây. Người phương xa có hay, lòng nhớ anh và khao khát quay về. Người về nơi đây chút đi. 64 đóng anh em ơi. Rồi anh em chia hạt mỗi hạt 8 đóng thả cho anh em xem nha. Gần 2 kim anh em ơi, đúng 2 kim á, dư được 80 xu rồi. Rồi ok anh em ơi, và tiếp tục chúng ta sẽ quấn mồi lửa tiếp tục anh em ơi. Tại cái tuần này Khải sẽ thả khá là nhiều. Ây dạ. Trời, chúng vụt thổ, con quái thổ đánh biết nào chết trời. Gây được Khải ra đứng làm mồi luôn anh em ơi. Rồi phút thứ 35 nè. Ra bơ tơ chưa, rồi, ok nè. Hết mấy con quái à. 1 nè. 2 nè. Phút 35-40 gặp lại nè mày. 35-40. Ok, xong nè. 8 đóng, 10 mấy đóng đầu tiên nè. Rồi. Đem chờ đợi nha. Phút 35. 35 phút 30 giây. Gặp lại. Đó. Rồi, anh em xem like đừng quên để lại cho bắt mồi lửa lần thứ 5 này của video series mới. Nói chung là một trong những series mới bó đồ xanh khá là hấp dẫn và thú vị. Hàng ngày anh em có thể xem trực tiếp live tại vào 12 giờ rưỡi đêm, 1 giờ sáng. Nói chung tầm đó Khải hay đánh thôi mà. Còn anh em nào chưa xem thì có thể xem lại vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày để xem video bói đồ nha anh em ơi. Và anh em nào mà đã xem rồi trên live á, thì đừng quên những video Khải ra á, để lại cho Khải một like ủng hộ chơi nè mày. Cứ cố gắng làm sao làm trên 100 like. Khải sẽ tiếp tục ra những bát tiếp theo anh em xem nha. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi đến phút thứ 35. Và bây giờ được gặp lại nè mày. Anh em ơi, Khải cắn nến lung linh thiên sơn cho anh em nè. Đó. Không, thiên sơn quá tử đã đủ nha. Thiên sơn quá tử đã đủ nha. Rồi này, xếp đồng bánh nè. Đại là xếp đồng bánh xanh nè nè mày. 3 là cao nhất rồi nè mày. Không có cái 4 nè mày, chưa có cái 4 nha. 3 nữa 9 nè. 2 nữa 11 nè. Là đạt móc 11 xanh. Đạt móc 11 xanh. Kèm với cái này mình bắn 5 nữa thành 16 nữa mày. Đó. Rồi, chờ đợi phút 35-30 giờ. Chúng ta cùng chờ đợi với mười mấy đống lửa này thử có ra boss không nha. Chưa được gì em ơi. Tầm này đang chờ đợi. Tầm này ra nhẫn 540 ẩn 2 bán cái giá không ông. Ui, hơi bị ok luôn á 15 ơi. Có không bán khả đi. Cũng được mớ sinh lực nỗ lực không? Hay là nhẫn bình thường? Hiện tại đây Khả đang chơi chương trình mồi lửa nha mày. Rồi bát thứ 5 rồi, cứ một bát Khải sẽ moi khoảng tầm 8 mạng. Thì trung bình cứ 8 mạng nhân cho 8 thì 64 lửa nha mày. 64 lửa thì chúng ta có thể ăn được khoảng tầm 20 cho đến 25 con bát nha mày. Và bây giờ chúng ta cùng đợi tuần này tới bao nhiêu bát nha. Khải sẽ không đánh, không đa một định trước nữa, cho video nó hấp dẫn hơn. Thì Khải sẽ đợi im thử nó ra bao nhiêu con bát chúng ta mới bắt đầu đánh nha nè. Mấy hôm Khải đánh nhanh quá, đâm ra anh em xem nó không hấp dẫn. Cũng không biết bao nhiêu con bát, đâm ra nó không được hay lắm. Và bây giờ thì Khải sẽ không có đánh liền. Khải sẽ đợi boss ra và chờ đợi một xíu nữa nó khai một đánh đó, cứ vậy đó. Ok nha, đem chờ đợi cho lát nha anh em ơi. Rồi chuẩn bị boss ra nè em ơi. 5 giây. Còn bao nhiêu boss đây? 16 đống lửa bao nhiêu boss đây? Ra. Có boss không? Đừng nói mẻ đầu tiên xịt nha ông nội. Đó. Ui, một con mọt thôi em ơi. Ồ, hai con mọt. Ba con mọt. Ok, lụm lúa. Lụm lúa nè.
lượm lúa này. Ba con boss em ơi, ok đấy. Tôi này ba con boss ok đấy. Ba con mọc ok man. Từng mít chứ. Tôi phúc bốn mọc. Ôi, có vũ khí, có vũ khí, có vũ khí nha. Có nó. Ôi cha cha. Ngon lành cành đào ạ. Phải phù ngay tính tiếp em ơi. Rồi, ngon lành cành đào ha. Nhìn em chơi muốn quay về niềm đam mê quá trời. Hello hit 33 nha người em ơi. Rồi. Với xếp đồng bánh 16 chúng ta cùng chờ đợi xem thử cái tour này Khai sẽ được món gì đây. Đó, tôi đọc được 3 con rồi em ạ. Chung là mình phải đầu tư thì mình mới có đồ mạnh anh em ơi. Còn không đầu tư đánh thì không có đồ mạnh đâu. Ok, chúng ta bước đầu bói này. Cuối ha. Một con nó có lo 20. Lo 13. Rác. Áo 3 rác. Ui, nhận khắc lo gấp 7 này. Khắc lo 19, được. Được, 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 đẹp. Ui, khắc lo 27, được của nó anh em ạ. Được của nó anh em ơi, được. Được của nó. Khăn lôi 15 cho xe. Khăn lôi 17 cho xe luôn. Được. Rác nè. Rác nè. Tiền lại về, tiền lại về. Được nhận cái vũ khí khăn lôi rồi nè mày. Ok. Tiền về, tiền về. Ok. Được. Hợp lý. Giờ xong nhận được cái sông đàn sớm sớm tí cho Thí Yên mang, cho con Ngân My mang luôn. Nhạc hơi chớ nha. Rồi một cái sông đào khăn lôi 27 này. Có tiền này. Cái đào khăn lôi 17 có tiền này. Nó khăn lôi 20 cũng tương đối. Được. Đàn lưng khăn lôi 19 cũng được luôn. Sinh lực đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Khăn lôi 15 cũng đẹp luôn. Nhắn này độ căng, nhắn này mà khăn lôi 27 thì trời ơi. Sao nó ra có 7 điểm vậy trời, phèn dữ vậy. Ok anh em ơi, chúng ta tiếp tục đến mẹ tiếp theo nè mày, hãy lên thả nè. Rồi tiếp tục bắt tiếp theo nè mày, tiếp tục tuần tiếp theo nè mày, 16 lửa nè mày. Phút 53 10 giây gặp lại nha. Đó, trong thời gian này chúng ta vô dạo dạo xe cho nó chanh chanh tí cho nó có cái tí kinh nghiệm phấn khởi nè. Bốn ba chín năm ba gì vậy? Ủa bốn ba gì ta? À bốn ba sorry nè, bốn ba. Ok ok anh em nha, quên tính lộn nó 10 phút. À, 10 phút 43 phút 10 giây gặp lại đúng rồi. Xem tới nữa lộn giờ. Tại vì một đống lửa này 5 phút nó ra một lần nè mày. Ok bên đây. Bắn em cây đao độc sát sát thương đi anh Khải. Không đỡ sai rồi, Thiên đỡ sai rồi. Cái đao này là sau này con lôn của Khải xài. Đó. Sau khi con lôn xài đâu đó thì cái đao này sẽ gì cho con Thí Yên nên không có bán được. Còn có muốn mua thì bán cho cái đôi đao này nè. Độc sát 12, khăn lôi 17 nè. Vài trăm xu thôi, lấy mà chơi. Anh Hưng bị xịt rồi. Anh Hưng. Đao hôm qua ra đao bằng sát 48 nữa này nè mày. Dừng 130. Vậy này vậy, vậy nữ chứ nam là anh cho Khôi rồi. Đang vậy nữ. Nam là anh cho rồi. Phút 43 nè mày. Rồi ok. Xuống boss nè mày. Đã có 3 nhân boss đây. Boss đâu? Mấy con, nhìn gắn con này. Ui, 16 đóng có một con nè mày, to này. Mỗi con họ nè mày. Ui, đúng một cái nón phèn dữ vậy. Chết tôi à, tôi này to này nè mày. To đánh. Ui. Trời, đúng một dòng này cho 20. Rắc. Thả tiếp tục nè mày. Rắc quá. Ok anh em ơi, sau tuần vừa rồi thì không có đôi bội anh em ơi. Giờ đợi tiếp tục là 5 phút sau là 19, 49, 15 giây gặp lại anh em ơi. 49, 15 giây gặp lại đóng lửa anh em ơi. Lửa đốt còn cháy luôn anh em ơi. Cháy chứ mình nào luôn nè. Nhỏ thiệt chứ. 16 đóng vừa rồi, không có con bót nào luôn. Vái ra thì kiểu này mấy hôm nữa không có đồ chứ. Giả tăng số. Bye.
Tối anh em thấy không? Người ta đốt lửa kiếm đồ anh em, như vô động này nó đốt lửa kiếm đồ. Hôm nay không có đồ phải đốt mới có đồ săn mặc được. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Boss rồi. Thủy, ôi kim mọc á, không, chỗ này là ngon lành không? Thấy kim mọc liền, hân xui lắm em ơi, chỗ này ba con luôn này. Đó, có một khí nha, có một khí nha. Em đang theo dõi đừng quên đỡ lại cho Khải video này 100 like để có động lực tiếp tục làm những video tiếp theo nữa mày. Này, mà đánh vẫn nửa chặng đường em ơi, còn tiếp tục nữa bây giờ bói ngay quân tiếp, bói ngay quân tiếp. Ui nè. Chù. Đù cái áo trời ơi, không có phục hồi. Cây dữ ta. Trời ơi, xấu dòng luôn em ơi, vãi đàn áo. Cây vãi. Rác nè. Rác luôn. Trời, rác luôn. Rác luôn. Rác luôn. Rác luôn. Ôi, được đây lần căn hỏi dùng 1, sinh lực cao, được. Trời, sát thương 1 điểm. Rồi, rác. Rác, 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 rác. Được đây lần cũng được, nè mày, sinh lực nội lực. Được, sinh lực lượng. Rồi, đợi tuần tiếp theo nè mày. Đó, mới thả thêm nè mày. Phút 56 gặp lại nha nè. Được rẹt luôn, cứng lần tầm này giảm giảm lại lần 8 đóng nè. 56 gặp lại. Rồi, chuẩn bị nè mày. 56, 56, 30 giây nữa. Dòng lên, dòng xuống nữa đẹp. Ra cài kỹ năng phá đạo số mà. Không, server này không có ra đâu nè mày. Test thì có, kỹ năng cũng có rồi còn. Ra open không có đâu. 15 giây này. Ra. Rồi xong luôn, đầu tuần này không có con nào luôn. Why? Hai tuần này không có quan, không có bot nào. Hai tuần này mà, tuần thứ hai của tuần này. Why đàn. Đâu. Đèn gom. Thả tôn này nè mày, hoàng áo bót luôn. Vãi đang buồn thật sự. Là thả thêm nè mày. Rồi, 1:02 nữa mày. 1:02:00 gặp lại. Trời ơi. Còn 8 đống này rồi, 8 đống tiếp theo là hết rồi mày. Vãi đàn, buồn ghê gớm. 8 đống lửa mà không có con nào, ghê thiệt. Biết gỡ dấu hay không này. Bán cái chùy là gỡ gì? Bán cái sông đao là gỡ dấu nè mày. Cố gắng bán được sông đao là gỡ dấu. 1:00:00 nha mày. 5 phút sau gặp lại á. Mới thả thêm 8 đống nữa nè mày. Giờ sẽ có 2 tour liên tục, đó là 1:02:00 và 1:04:00 nha mày. Bỏ tay làm chậm như này bán nhiều rồi. Chỗ nó chạy nhanh dữ vậy. Khó lại. Hết rồi nè mày. Tuần này 2 tuần cuối 16 là cuối hết là hết rồi. Trời ơi, không có gì hết.